Xin chào các bạn. Đây là bộ lắp ghép của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ghép thành một chiếc máy bay nha. Đây, đây là bánh máy bay. Cánh máy bay của chúng ta đây. Chà, cánh máy bay màu xanh lá cây. Nào, chúng ta sẽ đó. Cánh sau của máy bay này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đây đó lắp ghép một chiếc máy bay. À, ta thấy đã giống chiếc máy bay chưa nào? Đó, vậy là chúng ta được một chiếc máy bay rồi nha. Chúng ta làm tiếp một chiếc máy bay nữa nha. Đây là một cái, đây chính là bánh máy bay này. Chúng ta sẽ chọn cánh máy bay màu hồng nha. Đóng trên không dưới chả tắt không gì mà. Đúng thế nó mới đủ điện. Và đây là cánh trên của máy bay. Đó. Cân trên nào. Cân rồi đấy. Đó, chúng ta thấy có một chiếc máy bay thật tuyệt vời chưa nào. Đó. Vậy là chúng ta có hai chiếc máy bay rồi. Bây giờ chúng ta làm một chiếc máy bay nữa nha. Đó, hai chiếc máy bay. Một chiếc máy bay có một cánh màu xanh và một chiếc cánh màu cam nha, một cánh màu cam nha. Đó, đuôi máy bay màu vàng này. Đuôi lại màu xanh này. Đó, và bây giờ chúng ta đầu máy bay màu vàng này. Đó, màu vàng này. Màu vàng này và màu cam này. Đó, vậy là chúng ta đã có một phi đội gồm 3 chiếc máy bay nha. Nào, chúng ta bay thử nào. Cất cánh này. Nào, máy bay đầu tiên. Hạ cánh nào. Cất cánh nào. Máy bay thứ hai, bay lên. Máy bay thứ ba bay nào. Ôi, rơi rồi, máy bay thứ ba bị rơi rồi. Rơi rồi, bay tiếp nha. Đó. Vậy là chúng ta có 3 chiếc máy bay. Thật là tuyệt vời.